gì các đồng chí và các bạn thân mến, nằm trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự cho các sự kiện trọng đại của đất nước, công an huyện Trần Văn Thời vừa xóa một băng nhóm tội phạm trộm cắp xe máy. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Cư ngụ ấp Bụi Tràm C, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời là nạn nhân của vụ trộm xảy ra vào rạng sáng ngày 18 tháng 6 năm 2015. Anh đã bị mất trộm chiếc giỏ máy trị giá khoảng 70 triệu đồng. Đây là phương tiện đi lại chủ yếu và kiếm sống của cả gia đình anh. Sáng xuống giờ phía trước mở cửa ra, giờ kêu anh xa hỏi gì, nói là cái giỏ đã mất tiêu rồi. Cha đó. Cũng giống như trường hợp của anh Nguyễn Trường Sa, vào trung tuần tháng 7 vừa qua, gia đình anh Lê Quốc Ly, cư ngụ ấp Đá Bạc B, xã Khánh Bình Tây, cũng bị trộm mất một vỏ máy. Khoảng 10 giờ thì em xuống coi cái máy vỏ còn, khoảng 1 giờ em xuống coi cái vỏ máy thì đã mất rồi. Và trong khi đó là cái vỏ máy em phá rất cẩn thận. Liên tiếp xảy ra nhiều vụ xuồng máy của quần chúng nhân dân bị trộm. Ban chỉ huy công an huyện Trần Văn Thời đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Chỉ sau thời gian ngắn, thủ đoạn và chân tướng của bọn chúng đã được phát hiện. Trong quá trình thực hiện tội phạm thì các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ ngay từ giai đoạn chuẩn bị đến khi gây án. Sau khi thực hiện gây án chiếm đoạt tài sản thì cấu kết móc nối với các đối tượng ngoài địa bàn để tiêu thụ tài sản. Đồng thời chúng nhanh chóng làm thay đổi đặc điểm nhận dạng phương tiện để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Với những chứng cứ xác thực, lần lượt bốn đối tượng trong băng trộm vỏ máy đã bị cơ quan điều tra công an huyện Trần Văn Thời tạm giữ. Đó là Tô Văn Giới, cư ngụ xã Trần Hợi, Phan Lý Quỳnh, Võ Trọng Tính cùng cư ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời và Nguyễn Văn Quẹo, cư ngụ huyện Phú Tân. Tô Văn Giới và Nguyễn Văn Quẹo là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản. Phan Lý Quỳnh được chứng minh chính là người tiêu thụ tài sản. Thì qua đó cũng khuyến cáo đến bà con thì phương tiện vỏ máy của bà con nên có bảo vệ cẩn thận như là khóa an toàn hoặc là có người trông coi, hoặc là cần thiết thì thời gian dài thì chúng ta có thể đem phương tiện lên nhà để chúng ta quản lý để tránh sự sơ hở để đối tượng. Theo cơ quan chức năng, mặc dù đã xóa được băng trộm này, nhưng bà con ở các vùng nông thôn cần cảnh giác hơn trong việc bảo vệ tài sản, nhất là các loại vỏ máy khi neo đậu dưới sông. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời đã thu giữ gần 20 vỏ máy các loại. Ai là nạn nhân trong vụ án, hãy liên hệ với công an huyện để được hướng dẫn giải quyết.